Hôm nay ngày 18 tháng 1, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã triệu tập 8 đối tượng nghi đã ném đá lên các xe khách chạy tuyến Bắc Nam trên quốc lộ 1A. 8 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Được, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Hiếu, Phan Anh Đào, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Trung Hiếu đều sinh năm 2000 và Nguyễn Long Vũ sinh năm 1999. Các đối tượng cùng trú ở xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, vào tối những ngày gần đây, các đối tượng này đã dùng đá ném lên các xe chở khách đang chạy trên tuyến quốc lộ 1A. Trước đó vào đêm ngày 16 tháng 1, 4 chủ xe khách chạy theo hướng Bắc Nam đã báo với cơ quan công an bị một nhóm đối tượng dùng đá ném vỡ kính xe. Trong đó có một xe bị ném vỡ kính trước, 3 xe bị ném vỡ kính hai bên hông.